không nó già mất. Ý ông chỉ thiên các bạn, nên là mình hái đi cho nó ra nước quả mới. Rau xà lách rất thích hợp với thời tiết lạnh các bạn ạ, mà ăn nó không bị đắng. Này, trồng có mấy cây thôi nhưng mà ăn cũng tha hồ luôn các bạn nhé. Một quả ớt chuông và một trái đậu bắp. Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình ra vườn mình thu hoạch rau xà lách để ăn cả món cá hấp các bạn ạ. Các bạn nhìn rau xà lách của mình lên tốt chưa? Mới thu hoạch được gần một tuần rồi đấy mà lên này, rất là tốt rồi này. Này, các khoe các bạn một chút này, cái cây cà chua của mình này, mình trồng trong cái bình nhỏ như thế này thôi nhưng mà ra này đậu rất là nhiều những cái bông hoa này, và trồng đây ấy nó đẻ ra những nhánh mới để phải cắt hết đi các bạn nhé, để tập trung dưỡng chất để phát triển và ra hoa để lộ quả các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ thu hoạch thôi, lên tốt quá rồi, mình thích lắm ấy, mà rau xà lách nhà trồng ăn rất là ngon các bạn ạ, rất là thích ấy. Rồi bây giờ mình sẽ thu hoạch nhé, lên tốt quá, lá này phải rất là to này. À, mới thu hoạch gần một tuần thôi đấy mà lên nhanh thật đấy. Rau xà lách rất thích hợp với thời tiết lạnh các bạn ạ, nên là trời lạnh nó lên rất là tốt mà ăn nó không bị đắng. Mình thấy trồng rau xà lách ấy, mà trồng vào mùa hè ấy, thì ăn rau nó hơi bị đắng một chút các bạn ạ, mà mùa đông này nó lên nhanh lắm ấy. Này, trồng có mấy cây thôi nhưng mà ăn cũng tha hồ luôn các bạn nhé. Lá mọc lên rất là to này, nhiều cái cây bên trong này thì nó bị nắng che, à nhầm, không phải bị nắng che mà nó bị các cây khác nó che nên hơi chậm. Có cây nào nó vươn ra được này nên rất là tốt này. Thu hoạch này có 3-4 cây thôi mà đã được này rau rồi các bạn ạ. Ôi lên nhanh lắm ấy, như này không kịp ăn luôn nếu mà vườn rộng. Thích thế. Này các bạn nhìn này, mấy cái hạt ớt này mình vớt xuống này nó mọc lên này. Như này khi mình sẽ chiết ra mình trồng, nhưng mà nhà mình nhiều cái ớt quá, không biết là trồng ở đâu nữa. Đấy, vớt quả ớt xuống thôi mà nó cũng lên cây đấy. Đây mình thu hoạch rau xà lách ấy, mình cứ tỉa như này thôi là sẽ có rau ăn miết các bạn ạ. Đợi khi nào nó già ấy thì mình mới nhổ đi thôi, còn không thì mình cứ tỉa như này mình ăn. Vườn rau nhà mình các bạn ạ, cứ 2 tuần mình bón phân gà cho nó một lần thôi mà lên tốt ơi là tốt luôn đấy. Thích các bạn ạ. Suốt ngày ra vườn để ngắm cây luôn. Lá lên rất là to. Là cái bông màu tím này này, mình trồng hôm nay bắt đầu mình mới thu hoạch cho các bạn. Cái này mà nó mà đủ ánh nắng ấy, mà mình không trồng dày ấy, là cái này nó phát triển lên tốt lắm ấy. Nhưng mà do là mình trồng hơi dày, tại vì trồng ban công ở nhà mình có 7m² thôi, nên là mình cũng tận dụng mọi diện tích các bạn. Mình không hiểu là người ta nói là đây là rau giống chịu nhiệt ấy, mà mình thấy rằng mình trồng mùa hè ăn nó đắng lắm, nhưng mà mùa đông thì trồng ăn nó không bị đắng các bạn. Ôi, nên thích chưa? 2 cây xà lách tím thôi mà ăn cũng được nhiều phết đấy. Các bạn thu hoạch ấy, các bạn cứ để lại cho mình ít nhất là 3 lá để lại nhá, thì nó sẽ kích thích nó lên rất là nhanh. Còn nếu mà các bạn mà thu hoạch ấy, mà các bạn thu hoạch hết lá đi ấy, thì nó vừa lên chậm này mà rau lại dễ bị chết các bạn. Thì không hiểu vì sao nhưng nó là như thế, nên là các bạn đừng tỉa nhiều lá quá nhé. Đây mình cứ để như này này, nào khoảng một tuần sau nữa mình lại có rau ăn. Có một chậu rau xà lách thôi mà thu hoạch này, một rổ này quá. Đây thu hoạch ở đây nữa, trong đây nó hơi thiếu nắng hơn nên là mình thấy lên chậm hơn các bạn. Rau nhỏ nhỏ để lại chỗ này ấy, mình trồng mình thấy nó lên chậm lắm, chắc là mình sẽ cắt đi thôi, mình sẽ nhổ đi các bạn. Nó lên chậm quá, mình gieo cùng ấy mà đợt kia thu hoạch được 2 đợt rồi, cái này nó chậm chậm quá. Mình nhổ đi xong rồi mình sẽ gieo rau cải cúc vào đây. Cái thân của nó ấy, các bạn mà chôn xuống đất ấy, nó làm phân hữu cơ cho cây rất là tốt đấy.
nhưng mà mình cứ thường cắt này xong rồi mình vùi xuống dưới để tạo phân hữu cơ cho cây rất là tốt. Cái này mình cũng nhổ đi các bạn ạ, trồng đây nó lên chậm lắm, mình nhổ đi để mình trồng lo khác. Thì nữa chỗ này thì mình chỉ tỉa luôn. Hay một cao chứ. À, đây các bạn này thu hoạch mấy chậu mà được một rổ lo select ngon rồi. Thêm rau xanh chỗ này nữa các bạn nhé. Đấy mình trồng được cái chậu nhỏ đấy mà lên tốt phết. Bây giờ mình sẽ hái mấy quả ớt nhé. Ớt này là ớt giống chỉ thiên các bạn, nên là cái quả nó chỉ màu như này thôi. Nhưng mà ớt này là cực cay đấy các bạn. Mình hái đi cho nó ra nước quả mới. Quả nào to thì hái, quả nào nhỏ để lại. Đây các bạn nhìn này, nó lại ra những cái lụ mới rồi này. Những cái lá mà bình thường ấy, những cái lá này này, mình thường ngắt đi. Do tập trung dưỡng chất nó phát triển quả các bạn. Không nhiều khi những cái lá này này, nó làm tốn dưỡng chất. Đấy, mình thường hay ngắt đi. Cho tập trung nó có dưỡng chất phát triển quả. Thu hoạch này quả thân cái quả này còn bé, nếu nữa thu hoạch tiếp. Chục trái. Cứ mấy hôm ra vườn có ớt để ăn. Ớt này nó rất thích hợp với phân gà các bạn ạ. Các bạn cứ bón phân gà ấy là nó cay lắm. Lần ra vườn lại có ớt để ăn. Trồng mấy cây ớt thôi là khỏi cần xuống cái ớt này mình tự xanh này không có ăn được. Cái quả này còn đang non non thôi. Cái giống ớt này ăn thì không cay lắm các bạn. Nó gần như ớt ngọt ấy. Trái tim này ăn rất là cay này các bạn này. Đang đậu rất nhiều cả con này các bạn nhìn thấy. Ba quả ớt trái tim nữa. Này các bạn nhìn cây đậu bắp nhà mình này, nhìn thích không? Đang đậu ra quả là mình sẽ hái một quả này đi, không nó già mất. Này đang đậu rất nhiều quả mới này. Trong kia nữa kìa. Nó rất là nhiều quả kìa, nó đang hơi bị lấm lấm một chút. Đấy, đây này các bạn này. Đã rất nhiều quả này, nhưng còn bé. Có mỗi trái này là to nhất thôi, mình hái trái này. Mình hái một quả ớt chuông nữa nha. Đây, thu hoạch quả ớt chuông ở đây nữa các bạn này. Ý giời ơi. Lần đầu tiên thu hoạch ớt chuông tại vườn các bạn ạ. Quả cũng to phết. Cây cà chua của mình chỗ này bắt đầu đậu quả rồi đây các bạn này. Một quả này, thấy một quả này đậu rồi này. Mình thường phơi khô vỏ trứng ấy, xong mình rắc đây này, nó cung cấp canxi cho cây rất là tốt này. Mình thường ưu tiên là mấy cái gốc cà chua này, hay là mấy cái gốc búp đắng này, để nó cung cấp canxi cho cây rất là tốt này các bạn này, mà nó chống oxy nữa. Thành quả là được một quả ớt chuông và một trái đậu bắp. Vui vui đấy các bạn. Thu hoạch thêm cái hành nữa các bạn nhá. Bạn thấy không, mình cắm có một cái nhánh hành thôi, mình cắt như này nhá. Mình cắt khoảng để 5 phân này. Mà mình vừa có hành củ để ăn này, mà vừa có hành lá để ăn nữa. Đấy, mình cứ cắt như này này. Nó lên rất là nhanh. Này, nó đẻ ra này. Có một củ hành thôi, nó đẻ ra rất nhiều nhánh luôn. Như này là khoảng, mình nghĩ là khoảng tháng nữa có thể ăn được hành củ luôn đấy. Vừa có hành lá, vừa có hành củ. Đây, thu hoạch thêm ít hành lá ở đây nữa các bạn nhé. Các bạn có thể tỉa, nhưng hôm nay mình hơi lười, mình cắt như này cũng được. Các bạn cứ cắt lại để khoảng 5 phân là được. Hoặc là các bạn nếu mà tỉa thì tốt hơn. Nhưng mà mình lười cắt này nhanh nhanh. Mình mua ngoài chợ mình lấy gốc mình trồng thôi. Thu hoạch đi cho nó đẻ lớp hành mới. Nhưng mà mình thấy rằng là hành ấy mà các bạn trồng ấy, mà các bạn cứ cắm cắt nó sát gốc một chút ấy, khi trồng ấy thì lên hành lên rất là mập. Được một mớ hành nữa đây. Kết quả hôm nay ra vườn thu hoạch của mình này các bạn. Một nắm hành này, một rổ rau xà lách này, một quả ớt chuông, một quả đậu bắp
và rất nhiều trái ớt. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip của mình, và các bạn nhớ đăng ký kênh, bấm nút chuông bên cạnh nhận hiển thị mỗi khi mình ra clip mới nhé. Cảm ơn các bạn.